Chào anh em nhé. Buổi sáng nay tôi có cây bậc năng ghép tường vi này. Để gốc này thì nó có một cái dáng này. Khá hay đấy anh em ạ. Này tôi xử lý cho nó cái vết này. Cắt nó xuống đây anh em ạ. Để sau này nó bo sẹo cái đoạn này. Nó bo không hết đâu anh em ạ. Đây này, nó chỉ có một cái vạch đây nhưng mà mình cứ cắt đây. Để cho nó bo cái đoạn này cho nó nhìn nó đẹp. Mấy cái chỉnh sửa này, một cái số tay cành này, nó phá dáng này. Gốc này thì muốn ra hoa thì thả đến mùa năm nay là nó ra hoa. Vừa rồi thì nó cũng ra một vài cái búp lụ này. Bây giờ tôi làm cái này anh em xem cho vui nhá. Đây anh em, cuối cùng xong rồi này. Sau hai lần làm thì cái cây này nó được cái này. Nói chung là uốn đi uốn lại nó đẹp anh em. Lần đầu định hình thì nhiều khi nó ngượng ngùng chứ. Đợt này thì cây khá đẹp. Cây này mà lên một cái chậu nữa thì nói chung là nó có một cái dáng khá đẹp đó anh em. Cái video chia sẻ đây tạm biệt tất cả anh em nhé.